Ra. Cái gì? Cái gì? Ôi, nó sao ấy? Sợ rắn ma. Ở đâu? Ở đâu? Trong mộ á. Đi về gọi bố cháu nào. Ủa rồi nhá. Thu hoa như này này. Toàn như này. Đây này. Vàng ươm đây này. Có bố này. Nó ngay trên cái giờ trên đầu này luôn à? Dài lắm. Đây này. Ui ôi dài lắm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, hôm nay là hai bác cháu đến nhiệm vụ là đi xem chó và chăn chó mọi người ạ. Đây là gấu. Gấu. Sù. Sù. Gấu và sù. Đây là mới cắt lông mọi người ạ. Mọi người nhìn nó thon chưa? Sù là đực nhá mọi người nhá, gấu là cái. Đấy, nhìn rất đẹp. Đấy. Cầm xịt đi bơm. Trở lại. Xịt chuồng rửa chuồng. Đây mít nhà ông mình nhá. Cái gì ấy? Ra. Cái gì? Cái gì? Ôi nó sao ấy? Sợ rắn ma. Ở đâu? Ở đâu? Trong mộ á. Đi về gọi bố cháu nào. Sợ gọi rắn ma dở à. Làm sao? Bố ơi! Bố! Mày ơi! Ui! Rắn ma mày! Rắn ma! Bao bì bổ của rắn ma! Ui! Trắng ma! Bao bì là trắng! Bao bì rắn ma của mộ tướng quân! Cái gì? Mộ tướng quân? Rắn ma! Rắn ma? Nó có mà không bác? Đúng! Có mà đây! Trắng phút! Trắng phút á? Đúng! Trắng mộ trong mộ tướng quân! Ở trong đấy. Nó xem nào. Đâu ở đâu? Nó chui ở trong này. Chui ở trong này đấy. Đâu thấy đâu? Đâu rồi. Ở trong này. Vậy anh thấy nó như nào? Đây anh thấy nó. Nó chuồn từ đây này, nó chuồn lên trên này. To như thế này. Nó trắng. Có màu không? Trắng tuốt, không nhìn trắng tuốt á. Ui. Sợ lắm. Trắng tuốt là tuốt. Thế gì mà? Nó trong như đây. Trong nó ngầm này bác. Anh hóa mắt. Không. Thấy nó bò thì đây nó chuồn nó còn một đoạn đuôi dài này, nó to đúng này. Nó chuồn nó thấy đâu nhỉ? Vừa ngã rũ rụi. Con đang thì định cắm bơm chó. Có thấy đâu? Ui. Ở trong như đây. Anh nhìn đến tận mắt mà. Có đèn không? Anh chưa cắm đèn. Ui giời. Thành trai kìa bố kìa. Ui giời. Đâu? Ui. Có. Như thế thò cái đầu sao ạ? Có. Có. 100% rắn gì? Tôi trắng chút luôn. Thế là thò ra. Có biết rắn gì không? Không biết nó trắng. Nhìn thì nó trắng. Có biết còn gì đâu. Lấy cái đèn ra. Nhưng mà ma mùng gì? Có gì đâu. Ở trong cái góc này hay sao ấy. Đâu? Đây. Trong cái tầng 2. Anh nhìn thấy nó ở đoạn này. Nó thò ra cả. Nó đang chuồn lên. Giờ có dỡ được không nhỉ? Không mà dỡ sợ. Dỡ để xem nào. Đến cầm bật lửa. Cầm bật lửa thắp hương cho tướng quân để xin thử nha. Sao vậy? Mẹ trâu trắng về đây, rắn trắng về đây. Không biết nữa, không biết có điểm gì cơ. To. Vừa rồi nhá. Thu hoa như thế này. Toàn như này. Đúng như thế này này. Hai bác cháu đang thì ấy chó. Bác cũng nghe tiếng động ở đây mà con không nghe tiếng gì. Thế bác cái chui ra, bác cái chạy thì với ngã lăn lộn lèo phèo với bổ cô rắn ma. Vừa anh nhóm có thấy đâu nhỉ? Ở tầng 2 hay tầng 1? Tầng 2. Lúc anh vào bắt đầu nó trèo. Đen đây. Trèo từ đây lên. Chú lên bổ cầm hương lên đây. Trèo từ đây lên này. À cầm bật lửa. Trèo từ dưới này vẫn còn một đoạn dài như này cơ mà. Trời ơi. Cái gì? Như mẹ đây là ai? Tầng 1 này ông sướng này. Đây nhá. Không phải tầng 2 đâu. À nó quấn lên. Đây này nó ở ngay góc này. Chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhầy mọi người nhé. Mỗi một miếng nhầy sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp. Đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp
tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao giãn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao giãn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao giãn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đúng rồi, rắn trắng. Đấy, biết rắn gì? Thấy nó sáng. Ui, sáng. Ui, bố cứ thỏ tay vào. Chưa thấy biết rắn gì luôn. Sợ lắm. Chẳng tuốt thì tuột. Không biết con rắn gì. Có mà. Khả năng bây giờ nó ở ngay chỗ tầng 2 thôi. Ngay chỗ cái góc đầu tiên này thôi. Tầng 1 này này. Ở ngay bên trong ấy đen ạ. Đấy, ngay đầu. Đây. Rắn gì? Có thấy không? Thôi từ từ, bây giờ bỏ. Bây giờ như này nhá. Bỏ xin ông đi. Bỏ cái mát thương mấy các thứ ra ngoài không rồi nó vỡ. Bắt cái đâu đúng không? Xin ông đi, bỏ cái đồ ra ngoài đi, xong rồi để mình bắt nó ra xem như nào. Hôm nay mùng 1 hay mùng 2 nhỉ? Mùng 3. Này, đầu tháng tướng quân lại cho lọc hết. Đây, để cẩn thận nhá, cái đấy để cẩn thận, bắt hương để lên trên này, để cẩn thận trên này. Phân đen rồi. Đây, anh để vào cái trụ này. Để cẩn thận. Để cẩn thận nhá. Thấy rồi. Một con bỏ hẳn ra ngoài đi, không cái đấy thôi, cần được chứ. Cho cái này lên trên kia đây. Để uống xem nào. Xin ông nhá, ông cho lọc anh em qua đây, con xin ông nhá. Đen luôn. Đưa, muốn xem là cái con rắn gì đã. Không biết con gì, cẩn thận đấy. Cháu kinh. Kinh hả? Cháu tốt gì gì. Mũi vít vừa, mũi vàng gì luôn. Anh nhìn thấy. Cái chiếu máy quay nhìn thôi, mình đâu. Đây này, vàng ưa mới này, có bố này. Rắn gì? Nó ngay trên cái giờ chân đầu này luôn à? Dài lắm, đây này. Ui ôi, dài lắm. Chưa biết tấm gì, từ cầm máy quay ra ngoài đi, xem là liệu có phải con chúa bạch tạng ngày xưa ông nuôi không. Không phải. Chúa bạch tạng ngày xưa nó về đây ấy, của thầy anh ấy, xong nó về đây ấy, nhưng vàng lắm nhưng mà bé hơn. Không phải bé hơn, hơn thì phải, rắn chúa nó càng to phát triển đi. Đây rồi, đấy là nằm ở trong đấy. Ai cầm đi anh, cầm đi anh. Đây là ngài về. Xoay lên đi. Đấy, không chó đâu. Quẩn ra trong này rồi. Rắn gì? Nó phỉ ác lắm. Phỉ á? Mang à? Không phải mang, nhưng mà nó phỉ ác lắm. Trâu nhưng mà nó phỉ ác lắm. Trâu á? Trâu gì mà lại trắng đi. Nó phỉ ác lắm. Giờ bắt như nào? Bây giờ thì phải bắt nó ra thôi chứ. Thì nghe để đây á. Bắt ra. Mình bắt ra mình xin. Cái này là tướng quân cho lọc ấy. Như con trâu ấy. Tướng quân cho thế mình. Anh cứ ngồi đấy xong là móc ra đi. Ui, nó quặn trong mày quá. Nó quặn trong mày mà, nó quặn khỏe lắm. Cẩn mắt nhá. Đấy, móc ra nó mổ vào mặt đấy. Cho cái đuôi nó, đầu nó hình như trên này. Đấy. Phì kinh luôn. Phì kinh lắm. Hổ mang trắng à? Không, trâu. Hổ trâu. Trâu. Tí đầu nhá. Đầu rồi. Thế trèo hẳn lên đi. Ta biết con gì. Đấy, chỗ đấy chưa bao giờ gặp. Nhìn thấy sao là nó mổ mắt đấy. Kinh nhỉ. Thấy đầu chưa? To lắm. Nó mổ à? Mổ ấy. Ui giời ơi. Ui ơi, cái đầu kìa. Thế này. Trời. Ui giời ơi. Đây đây đây, đen đây. Đây đây. Đây anh cảm ơn, mày gỡ đuôi đi, gỡ đuôi đi. Ui giời ơi, gỡ đuôi. Chịu trâu gì bộ trắng thế này. Trâu. Trâu. Trâu bạch tạng rồi. To lắm. Con này phải mấy cân. Ui mắt cam kít bố. Mắt đỏ. Đỏ âu à? Mắt đỏ. Không đỏ âu nhưng đỏ. Càng hiếm. Ui giời ơi. Mắt đỏ, lưỡi đỏ. Ui giời ơi, thấy chưa? Đúng vòng cổ tay mà đi. Ui đoạn này đã toán này rồi cơ mà.
Đây mọi người, ra gần hết rồi. Còn cái móng đuôi không? Ui giời. Ui. 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 Bác Phình bơi ngã rúi rụi. Ui sợ trong gặp bao giờ đâu mà tôi biết. Ui giời ơi. Lau đi đây. Lau lau dọn đi. Ui giời cả nhà ơi. Mắt nó đỏ này. Mắt đỏ, mắt đỏ, mắt đỏ. Mắt đỏ. Mắt đỏ. Ấy, ơi, sẵn luôn. Hàng hàng mắt đỏ rồi, ui to này. Ý đúng dạ. Như cổ tay thật. Này, mắt đỏ, lưỡi đỏ luôn. Kinh nhỉ. Ô mà nó không cắn bố. Này vào vào trong đấy nó phì kinh nhỉ. Nó phì sướng, cắn sướng bố cầm. Ui giời ơi. Ui giời to chưa. Mẹ con này phải mấy cân rồi. Chà bá luôn. Này sướng sướng cầm ấy. Ôi. Ấy thấy không? Nó cắn bố anh sướng, đừng cho anh sướng cầm. Hay là ai phải hợp thì mới được cầm ấy. Bố mà cầm nó cắn đâu. Ô. Yên, bỏ ra đi, bỏ ra đi để anh ấy mà anh thương được. Lui lui ra đây, dựa lui. Lui ra chỗ kia. Đẹp nhỉ. Mới mua. Ba kia một mình chắc hương có gì đâu. Thế. Ui giời. To chưa? Tướng quân Trần Lộc rồi. Này mắt đỏ đi, mắt đỏ. Đỏ ứng kìa. Còn đây mắt đỏ đấy. Làm nào ông cho Lộc ấy nhỉ. Thế này là hai lượt thì còn gì? Dạ. Yeah. Một trâu trắng. Ô, hai đúng. Con cũng tên là trâu. Ừ, con kia cũng trâu, con này cũng trâu. Nhỉ. Yeah. Hai trâu. Mà đợt trước lại còn con ấy mà, chúa. Còn mang á? Mang không à? Ừ, lại còn mang trắng có đợt. Trắng cơ mà. Sợ. Ui, tướng quân cứ cho Lộc này anh em là cứ ngon rồi mọi người ạ. Phải về suy nghĩ luôn. Ô mà cũng trùng hợp nhỉ. Ừ. Toàn đồ trắng về đây nhá. Đồ trắng về đây xong rồi tướng quân cho là như kiểu là muốn gọi người ra ấy. Con là con ở chuồng chó con không nghe một tiếng gì mà bác Vinh lại nghe thấy. Ừ, đấy bác đi xoa ở đây này. Ở đây mà nó banh ấy thì bác thấy cái gì ngoài này. Bành bảo nó gì có gì mà không tao thấy có xoa chạy ra. Ui giời ơi thấy cái hồi bắt đầu tuần lên. Chạy vào. Bành nó không tin. Cái này ăn tin được. Ừ. Là mày. Cái tưởng như thế sao. Con còn anh em con lấn trắng thì anh em sống cao con. Hai châu. Ôi giời ơi. Đây cả nhà. Giật nhìn phê luôn. Ý. Này. Con này còn rất đực. Con này vẫn đực. Đực. Con này còn đực. Đuôi dài. Đuôi dài. Này, vẫn đực đuôi dài. Có một này. 50 phân đến đây. Từ đây đến đây 50 phân. Mẹ con này phải trên 2 mét. 2 mét mấy này. Dài, dài lắm. Còn rồi đây mọi người. Đây là cái phần quà mà tướng quân đã cho anh em mình Lộc. Đấy, trong cái tháng 4 năm 2023 này. Đầu tháng luôn. Mọi người nhá. Đầu tháng. Thì anh em mình sẽ xin nọc ông rồi. Đấy, anh em mình sẽ kết thúc video rồi thôi. Mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sa Pa ẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.